Cái gì vậy? Mình đi chậm dữ vậy con? Con trai gì đâu mà yếu xìu rồi ơi. Có thể qua nhà ba có rước con không? Trời ơi, nói chuyện kỳ mày. Không rước mày đứng trước công trường tao đợi mày ra làm gì? Ba khốn quá, ba chạy xe đạp, ba bắt con chạy bộ. Đó lại, nè, ở đây, nhìn lại coi, cái xe có cái yên nào không? Sao mà chở mày? Thì ba đừng rước con. Không rước mày gì? Tao đi chăn mày với tao rước mày hồi nào? Tao chăn con nhưng ba giống con chăn dịch vậy. Chứ sao? Dạo này tao nghe nói bắt cóc dữ lắm thì tao nghe lời má mày, tao tới trường tao chăn mày về thôi. Làm gì mà chạy tung tăng nãy giờ? Nói chuyện gì vui hả? Ba, hôm nay có chuyện vui ba. Nói thiệt ba nghe. Đây đây coi. Hôm nay á. Có chuyện gì vui mình kể ba nghe, tao về tao nghe. Hôm nay á, con làm được việc tốt á. Việc tốt? Ơi, vậy mà có gì đâu vui. Thì bốc quá là mày giúp đỡ bạn bè trong lớp phải không? Không phải. Vậy là giúp đỡ thầy cô trong trường phải không? Không phải luôn. Vậy thì mà dắt tay mà đưa người già qua đường đúng không? Sai luôn. Vậy thì nói đại đi mày, tao mệt rồi nha mày. Con á, mới gửi á, cho công an xã 100 triệu á. Nói nghe nè, nhỏ mà nói xạo là không có tốt nha con. Nói thiệt mà ba, 100 triệu đâu có gửi cho công an xã, tào lao. Trên đường đi học về á, con thấy bịch ni lông màu đen. Cái con chạy lại con mở, con thấy quá trời tiền luôn á. Cái con biết á, là người ta đánh rơi. Con mới đem cho công an, con kêu mấy chú phải thông báo trả lại cho người bị mất đó ba. Ba thấy con làm việc tốt không? Con đi học về thấy bịch số màu đen con mở ra, con thấy tiền trong đó quá trời luôn. Dạ. Con đem lên công an xã, con nhờ mấy chú công an xã gửi cho người đánh rơi. Ừ. Mà khoan cho ba hỏi một câu quan trọng nè. Cái lúc mà con cầm được cái bọc tiền đó, xung quanh nó có ai không? Con không thấy ai á. Không có ai hết. Dạ. Mà con vẫn cầm tiền con đem lên công an xã. Dạ. Ôi trời. Ba mày nghĩ ba. Mày thiệt. Trời ơi, không lẽ giờ tao bóc mày tao cho mày ăn chứ không cho mày ăn cơm. Trời. Mày ngu quá. Mày nghĩ sao vậy? 100 triệu. Mày cầm 100 ngàn mà cầm mày đem lên công an xã được. 100 triệu mà phải đem về mày nộp cho ba. Nhặt được của ghê á, không trả lại cho người khác á là không có tốt đâu. Trời ơi, mày nhặt được của rơi mày không đem về đưa ba, mày mới là người không tốt, mày hiểu không? 100 triệu. Ba mà xài tiền của người khác á là ba cũng không có tốt đâu. Trời, bây giờ mày dạy đạo đức cho tao luôn hả? Tao đẻ mày ra cho mày ăn học, giờ mày dạy đạo đức cho tao luôn hả? Mày muốn dạy không? Bây giờ tao dạy mày nè, từ nay về sau á mày nhặt được của rơi là mày phải biết em đưa ba đó biết chưa? Sao mày đánh con? Mày đứng mày cho mày chừa cái tật. Mày trả treo với ba. Ba dạy mày mà trả treo với ba cái gì? Con cãi đúng mà. Trời ơi, cãi đúng hả? Mày cãi đúng hả mày? Hả mày? Sao kỳ vậy? Sao kỳ? Quýnh cho mày chừa cái tật. Để mày để cho mày sáng ra chứ bây giờ mày còn ngu hóa. Mày dở quá mà. Đứng lại coi. Mày đâu vậy? Hôm qua nhà bé ba thăm. Ê! Trời đất ơi, cha con mà nó qua cầu nó rút dán. Mày qua nhà ông ba thăm đi. Mày coi mày chạy thoát tao không cái mày thằng quỷ. Không có chạy ra ba thằng. Đứng lại. Trời, tôi đứng nãy giờ tôi đâu có chạy đâu. Ông chạy không đó, ông chạy. Ông đứng lại nha. Ông đứng lên coi. Ai vậy? Tôi nè. Tư Xỉn nè. Gì ông nội? Trời ơi, mặt ông làm gì thấy ghê vậy? Chạy tôi. Ây da, nhức quá. Đứng lại. Bây giờ tôi hỏi ông câu nào, ông trả lời câu đó. Cái gì ghê vậy? Mặt tôi là nghiêm trọng rồi nha. Biết rồi. Một câu một, trả lời liền. Nói đi. Con tôi đâu? Gì? Con tôi đâu? Bởi vậy ở xóm này nói ông vô duyên là đúng rồi. Con ông sao đi hỏi tôi? Tôi đâu có giữ con ông đâu. Lại nhắc. Đứng đây. Gì vậy? Nè. Nè. Nóng nè. Nóng nè. Ờ.
Tôi hỏi ông nha, ông trả lời xong ông bỏ đi một cái nha, máu chảy thành sông chỗ này luôn đó. Trời gì ghê hả? Cho ông cơ hội cuối cùng. Con tôi đâu? Hỏi con khác đi, bỏ con này đi. Tào lao, tào lao, tào lao. Chắc ông này trả lời không được. Con tôi đâu? Con ông giữ thằng hỏi tôi, nó trả lời. Nó nói với tôi là nó chạy qua nhà ông. Bây giờ ông giấu nó đâu? Trời ơi, sáng giờ tôi đi ngoài đường tôi không có về nhà đâu, tôi biết đó. Nhưng tại sao nó nói với tôi là nó chạy qua nhà ông? Thì có ông chạy qua nhà tôi đâu có gặp thế đâu. Trời ơi, ở vòng vòng với tôi đúng không? Ông mà giấu nó nghe, tôi thưa ông vì cái tội bắt cóc con nít. Nè, đừng có nói bậy nghe. Ăn bậy thì được, còn nói bậy không có được nghe. Nghe. Trời ơi, ông bắt cóc con tôi mà ông còn chỉ tôi hả? Không bắt tôi, chỉ nghe tôi làm vậy mà. Nghe rồi ha, giờ tôi không nói nhiều nữa bây giờ. Ông không đưa con phải không? Đừng có trách tôi nghe chưa? Đây là Không. Sam cái gì, sợ gì cha nội này? Trời ơi, anh ba. Ba ơi, ba ơi ba. Ba có sao không ba? Má má, con phải ba má má. Không anh ba ơi, anh tại sao anh cũng đâu có đẹp đâu mà bị Sam sợ thế ra nông nổi này vậy? Anh ba ơi, trời ơi. Ba. Ông khóc cái gì? Nghe quán cỏ. Trời ơi, tại sao lại như vậy? Mình lớn hết rồi mà. Trời, có gì mình từ từ mình nói chứ. Tại sao lại xàm xàm? Mình đi. Tại sao lại đánh người ta ra nông nổi này? Thôi, nói cái gì phải cho người ta chen vô người ta nói chứ. Đã mình nói chậm mà còn đãi nữa thì làm sao người ta chen được. Anh ơi, thật ra là em cũng không muốn đâu. Anh biết không, tại em á là cái bẩm sinh của em như vậy rồi. Chứ em là em cũng muốn đi. Má ơi, trời ơi, mỏi cổ tôi quá. Tôi nói mà lắc qua lắc lại hoài, lắc theo cũng chết luôn à. Anh ba ơi, nó giết mà còn vậy nữa. Mau chạy thành sông rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Mà bớt giùm tôi cái. Máu đâu? Máu nè. Vậy xong rồi hả? Xong rồi. Gì? Mau. Tại sao hai người lại đánh nhau? Tôi không muốn thấy cảnh này. Cái gì vậy? Tôi đánh ông hồi nào? Mới thấy rõ ràng hai người đánh nhau. Cái chị ông có máu là do ông ăn ở sao đó, cái mặt ông có máu. Trời ơi, đêm hôm tôi nói là gió lớn quá, tôi tính đóng cái cửa sổ là cái cửa sổ đập vô mặt tôi. Nó bầm vậy chứ máu gì? Ủa vậy là bị cửa sổ đập vào mặt hả? Tự nhiên chả mất con ở đâu chứ lại cái đổ thừa tôi à. Ê, bây giờ vô nhà tôi đi. Vô nhà tôi kiếm. Nếu không có thương ngược ông á. Thương ngược tôi cái gì? Ông bắt cóc con nít. Anh ơi, khoan hai anh ơi. Em là em bị cái tật là em nói rất là chậm. Mà hai anh nói nhanh quá, cho nên là em không có chen vô kịp. Bây giờ hai anh ngưng chút xíu cho em chen vô cái. Hả? Bắt cóc con nít. Trời ơi, bố người ta. Bắt cóc con nít. Bố người ta. Bắt cóc con nít. Bố người ta. Cái chuyện bắt cóc con nít tôi nói là cái tour trước rồi, sao móc lại vậy? Ổng bắt cóc con tôi rồi, qua bà nói với ổng trả con lại cho tôi đi. À dạ em hiểu rồi. Hả? Mau. Ê, cái chuyện mau lâu lắm rồi bà ơi. Chết rồi, em nói lại từ đầu ha. Bà đi qua đây đứng, đi qua đây đứng luôn. Bây giờ sao? Con tôi đâu? Bây giờ con ông đi kiếm đi. Ông mà để mất con ông đáng chịu nha, nó không có lợi nhà tôi nói trước nha. Bây giờ con tôi bây giờ nó không qua nhà ông, giờ nó đi đâu bây giờ trời? Biết đâu có lợi như là mấy cái nhà hàng xóm rồi bà bãi rồi đó, lợi nhà tao kiếm đi. Ông làm muốn ông đạp xe ông chở tôi đi kiếm giùm coi. Tại sao ông đi? Đi hết nổi rồi, dán cái xe quên cái cầu đi hết nổi. Trời ơi trời, mệt ông quá luôn á. Lên chở cho nó đi kiếm nhỏ. Trời ơi con nít vậy. Rồi chưa? Rồi đi. Con ơi là con. Ê! Trời ơi, lấy xe tôi đi luôn mà kìa chạy. Đúng rồi, con nít thì không thể nào mà nó đi lâu như vậy được. Trời. Ủa sao chị người ta. Ủa anh ơi, sao đi hết trơn hết trời vậy? Thôi đừng có khóc nữa.
Mày khóc cái tao sốt cả ruột tao luôn à. Bây giờ thôi con, thôi con ấy đi rồi có gì đi rồi dì Bảy nói với ba con cho nha. Đi về, về bển đi rồi có gì dì Bảy nói cho. Con không dám về đâu. Con mà về là ba con giết con chết á. Trời đất ơi, bây giờ không về rồi mày ở đâu giờ? Ra bụi chuối ngồi được không? Tôi kiếm tán chơi đi. Không chịu hả? À? Không chịu thì thôi giờ nói chứ ở giờ giờ về nha. Nếu mà ba con qua đó thì con cứ việc con vô trong kia con núp ở trong đó đi. Để rồi dì Bảy ra thương lượng. Thấy không? Khi thương lượng mà được rồi đó dì Bảy kêu con ra. Con chịu không? À, đừng có khóc nữa nghe không? Khóc mày khóc riết nhưng mà trù quẹo tao làm ăn không có được. Thôi nhưng ba con tới kìa. Đâu? Ba con tới nhà bé rồi, nó còn đây nha. Chết cha, chết cha. Vô lẹ lên. Vô lẹ lên. Ông càng ăn càng ngày càng mập quá. Ây, nặng quá trời quá đất luôn. Tôi nói ông á, ông là con người ác dơn thất đức lắm. Con ông nữa không? Mà ông đánh á, nó như vậy đó, nó mới bỏ nhà nó đi, đúng không? Ông càng ngày nó càng lố lăng đó, nó quá vậy đó. Ủa đâu rồi? Ủa đi đâu rồi Lý? Lý. Làm gì vậy? Ủa xuống nào không cho hai hả? Xuống nào không cho hai? Hả? Từ lúc đầu là xuống rồi đó. Sao? Ông ngồi đây rõ ràng, ông ốm tôi mà. Ông chạy mà. Cái yên đâu? Xe ông hỏi tôi, cái yên ông đậu tôi, ông xuống là ông lấy cái yên luôn. Lấy mà đậu tôi đó. Cái yên nó dính, dính đâu mà lấy. Tào lao. Cái yên đâu? Xe không có yên. Ủa sao ông ngồi? Tôi quên. Tôi ngồi lên rồi tôi mới sực nhớ là y xe không có yên, vừa mới nhóm lên cái bỏ ông chạy luôn. Ủa sao? Nãy giờ tôi chạy được mình tôi hả? Ừ. Vậy tôi nói chuyện 46 mình tôi luôn hả? Trời ơi. Sao chở thấy nặng quá vậy? Nặng hả? Tại vậy tôi ngồi tôi đè xuống. Thôi, leo lên tôi chở vô đi, đừng nói gì nữa. Tới rồi leo lên gì nữa? Quên nữa. Trời ơi, giết người mà không ở tù tôi giết ông rồi đó. Ông hâm dọa tôi hoài à, thấy tôi yếu ớt hâm dọa hoài này trả xe đó nghe. Tào lao. Có bằng chứng trả xe nghe. Biết ai quá. Rồi vô hỏi thăm người ta đi. Trời ơi, con. Vô hỏi đi. Bảy ơi. Bảy ơi. Có nhà không? Gì vậy? Bà làm gì mà ứa ừa trong đó hoài vậy? Ai hả? Dạ em. Ủa mày nào? Ba. Trời đất ơi. Ba nè Bảy. Thằng ba hả? Dạ. Mày ngồi sao nay mặt mày đẹp dữ vậy? Dạ. Mới sửa sắc đẹp hả? Không có. Mày hôm gió lớn qua vô ý bị cánh cửa đập vô. Tao nghi ngờ quá à. Nghi gì? Chắc đi qua nhà người ta có vợ chồng ta đó nó vô nó mới quánh cho bể mặt nè. Bảy không có đâu. Đứng nói chuyện đi, đứng lên nói chuyện chị quỳ gì vậy? Đó đó. Mày có cao hơn tao bao nhiêu đâu mà mày nói. Dạ hả mày? Hả mày? Hai người giao lưu xong chưa? Dạ mày. Rồi qua đây đứng. Cái chuyện quan trọng không hỏi vô tàu lao không? Rồi. Chị Bảy. Hả? Rồi hỏi gì một câu nè. Con tôi đâu? Gì? Mày mới vô duyên. Quýnh vô mặt nó tao, quýnh chỗ quýnh giùm tao. Dạ quýnh không? Dạ quýnh không? Ngu nè. Ngu nè. Làm gì chửi tôi? Trời ông hỏi người ta thì ông hỏi con nhỏ qua đây chơi không? Tự nhiên hỏi con số đâu? Ai trả lời cho ông? Quên, tôi tưởng đâu ông, tôi tưởng ăn hiếp. Hiếp tôi luôn. Chị Bảy. Gì? Tôi hỏi chuyện cầu. Con tôi đâu? Tao không biết. Ngu. Mày ngu chứ ai ngu? Mày là tào lao. Xạo. Nó hỏi rồi, bà không trả lời, bà nói không biết. Mày thấy nó hỏi, thì tao không biết, tao nói tao không biết chứ sao? Biết mà. Biết đâu? Giờ các bạn có biết rồi. Hả? Mày xạo không à? Tao hỏi thiệt mà, con tôi đâu chị Bảy? Tôi hỏi là hết sức lịch sự mà. Tao biết, mày vừa bước tới cửa là tao biết mày muốn cái gì rồi. Trời ơi, sao mà hay dữ vậy? Hay, mười lớn mà. Cái đó là mày nói trúng rồi đó. Để tao nói mày nghe. Nhưng mà tao thấy cái thái độ của mày là tao không thích. Không được. Mình không có làm như vậy. Thái độ gì đâu được. Mày làm gì mà mày qua mày làm như mày muốn ăn thịt con mày vậy đó. Là sao? Là sao đâu mày trả lời cho tao nghe được là tao kêu nó ra. Bây giờ mày trả lời đi. Chắc hồi nữa tao đưa mày lôi vô bệnh viện quá. Xe đạp mà bắt đi bộ 4 cây số tao quê mày nãy giờ hả mày? Nó tên ba Xạo mà. Sao Xạo á? Xạo mày. Quay kia đi. Đó.
mày phải nói chuyện với tao cho đàng hoàng. Rồi bây giờ vậy nè, bây giờ kêu con tôi ra đi rồi tôi nói chuyện đàng hoàng với con tôi. Không ăn thịt nó. Mày ăn thịt nó sao được? Tôi hứa tôi không quýnh nó. Mày không quýnh phải không? Rồi. Chắc phải không? Chắc. Viết cho tao tờ giấy rồi chắc ăn. Bà má tôi hả? Tự nhiên bắt tôi ký viết giấy làm lum lại vậy? Viết giấy là mày cam kết là mày không đánh nó. Mày có đánh nó tao mới đem tờ giấy nó ra tao làm việc với mày. Đó. Chứ còn bây giờ mày nói cái miệng không ngay cái mày trở rồi tao làm sao tao đỡ được? Làm sao đỡ được? Ủa con tôi mà. Ủa bà đâu phải công an đâu. Xạo. Mày xạo một lát mày tin cái mỏ mày dài ra nữa không? Mày tin không? Tin á, tin được rồi. Để cái mỏ vô mày. Đứng yên miệng nha. Tào lao không mà. Ủa, chưa nó ra đi rồi, từ từ phải không? Rồi. Con ơi. Dạ. Ra đây. Ra đây. Không có sao. Có gì bãi không có sao hết á. Đứng đây đi. Bảy. Đừng. Tôi tính quýnh con ra mũi mày nhào vô làm chi? Đánh nó cái gì? Nãy hứa đi mà bãi rồi. Tao kêu nó ra đây. Tao kêu nó ra đây. Phải nó có chịu ra không? Con cái đó kìa. Nó sợ. Tao không cho nó ra. Được không? Ôi trời ơi, tự nhiên giờ con tôi rồi bà làm má nó luôn hả? Dạ. Cái gì? Bây giờ tôi kêu nè. Trời ơi, mày nói tao làm má nó tao chết liền rồi mày ơi. Thật gì vậy? Tội nghiệp tao, tao già cả rồi. Để cho tao tu hành tới nơi tới chốn đi con. Bà làm má nó không có phiên bà chết. Tao hai anh em tôi chết trước nè. Tao hỏi mày cho mày nói bởi vừa nói tức thì đó nè. Mày vừa hứa với tao tức thì cái mày vô mày làm hùng làm hổ mày muốn ăn thịt nó vậy đó. Mày ăn được không nè mày đây. Ra cho nó ăn đi. Ra. Ra đi. Ra cho nó ăn. Ra ăn. Mày có tin là cái này vô mặt mày là cái mặt mày còn tệ hơn này nữa nè. Nữa tôi tụ hoài vậy. Tin không? Nước này tôi tức quá mà. Ê, nước nhà người ta sao mà uống hoài mày? Uống ai mời mày? Nãy tôi không biết là tôi có. Để mà. Vô. Mặt mày không muốn cho uống nước, còn không muốn cho uống nữa. Uống có được đâu. Cái môi nó chè quá, nó đổ dính cái môi rớt dưới đất hết trơn à. Ướt nhẹp cái quần đó kìa. Cái miệng tôi bị lủng vậy. Bây giờ tao nói mày nghe nè. Mày đó làm cái chuyện tặc mà mày không có nhận cái tặc của mày. Tặc cái chỗ nào? Chỗ nào tự mày lung tăng mày biết đi, tao biết hết trơn hết trời rồi. Trời ơi, thì ra ha. Thì ra mà dạch áo cho người xem lưng ha. Ha. Sao dạch áo cho người xem lưng là sao đâu mà cắt nghĩa cho nghe. Cái chuyện nó qua đây nó kể cho bà nghe hết đúng không? Đúng đó. Rồi. Thấy không? Mày vậy sao như vậy nó làm sai hay đúng? Nó làm vậy là nó làm sai. Tại sao sai? Sai chỗ nào mày nói tao nghe. Tao đập vô trong mặt mày đó. Ra đây, cái gì vậy mày? Mày nói chuyện với con nào thì mày chọt như hoài vậy? Đó, tao nói chuyện điện thoại mà. Đi, bà mày đứng. Lát là chuyện mày sai. Ừ, không yên cái đó nữa trời. Ê, mày tử tế cho ở đây không tử tế đuổi đâu kia hả mày? Nghe cho mày. Ủa, cái gì đâu chứ nhắc tới tôi. Cái tao nói chuyện này là chuyện quan trọng chứ không phải chuyện dở. Bây giờ vậy, qua vô đây ngồi. Mày vô đây mày ngồi, tao kể mày nghe chuyện này con mày tức không? Đâu, chuyện gì nói ngay. Trời ơi, tôi tức dễ sợ tức. Chị con... gì vậy? Kể ra coi. Mày kể cho bà nghe. Kể tao nghe mày. Cứ việc kể, con bình tĩnh kể, đừng có sợ gì hết trơn á. Có gì bãi bảo kê con rồi không sợ thằng nào hết á. Ủa, quên không sợ ai hết á. Chị gia đình sao kể coi. Sao? Cái chuyện của mày sao? Chị gia đình gì? Dạ, hồi sáng đi học về. Con lượm được bóp tiền 100 triệu. Nó lượm được 100 triệu xong rồi nó đem nó đưa cho công an. Tức không? Mày... tức không? Ngu quá luôn. 100 triệu bao nhiêu cái lẩu vậy? Tao với ba mày nhậu cỡ nào? Gì? Nhậu cả đời chưa hết 100 triệu nữa. Trời nghĩ ơi. Sao mày làm cái chuyện đó? Ê, tao thấy hai đứa tụi bay nói chuyện sao tao mắc cỡ quá. Mắc cỡ vụ gì? Không biết tụi bay chắc mặt trai mày đá quá chứ tao nghe tao mắc cỡ quá. Mày đó phải nên học cái gương của nó đây nè. Nó nhỏ mà nó biết là không có lòng tham là mày thấy tốt rồi. Mày thấy chưa? Mày không có dạy con mày mà con mày nó được như vậy là mày phải cảm ơn cô giáo. Thầy giáo dạy nó. Thấy chưa? Bây giờ mày thử tưởng tượng coi nếu mày bây giờ mày mất. Ở nhà mày có 10 triệu thôi. Mà mày mất 10 triệu rồi mày sẽ đau khổ tới cái bậc nào mày biết không? Đau. Làm biết bao nhiêu năm mới có được dư được 10 triệu bạc. Bởi vậy? Bây giờ mày coi nó lượm 100 triệu mà nó không có nghĩ tới cái chuyện tham lam. Nó đem nó giao công an rồi công an xét tiền ra là ai có mất tiền ta lợi ta nhận. Đó. Có phải là cái việc tốt không? Tốt. Tốt ông nào với mày? Sao cái kèo nào cũng có mày hết vậy? Hả? Hả? Ghi qua đây cũng là mày kêu. Đã vô đây mày hù sao không à? Nè, tôi nói cho chị Bảy nghe nha. Trời ơi, em mới làm gì bây giờ trên đời này còn người tốt nữa. Lụm tiền mà trả lại là chuyện xưa rồi. Thôi mày. Thôi xưa bây giờ không có nói nhiều nữa. Gì? Bây giờ con tôi dạy, đi về. Về mày. Mày không được quyền quánh nó. Mày hứa với tao rồi.
Bây giờ tôi không quánh nó luôn. Bà đi về, mày đi về với tao. Đi. Đi đi. Mày đi đi. Ê ba, về vậy? Kêu ai? Kêu ai? Quay, quay đây biểu. Qua đây. Tao có làm gì đâu, tao có nói gì đâu. Tao còn nói, tao đâu có nói gì đâu mày. Hai đứa nó đánh lộn á. Không có chơi mất dạy nha mày. Mất dạy gì? Xe tao đâu? Mày mới mất dạy á. Mày dám nói tao một tiếng nữa mày không? Tao nói mày mất dạy đó mà quýnh tao coi. Mày quýnh tao coi. Vô duyên. Cái xe mày mày hỏi tao sao tao biết được? Hồi nãy mày chạy xe tao. Tao giao mày rồi chứ mày. Mày giao cho tao. Ừ. Tao dựng ở đây. Rồi đó. Bây giờ mất tiêu. Kệ mày. Xe tao đâu? Xe xe mày mất hả? Xe tao đâu? Ai biết? Tao nói mày dựng mày hỏi tao gì? Mày để mày dựng đâu hỏi tao gì? Đó, thấy không, vai trả liền liền mày thấy chưa? Tiền của người ta mất á, mày muốn mày biểu ra đem này cho mày. À. Bây giờ mày đau khổ cái chiếc xe đạp mày đó mày coi đi. Chưa. Thấy chưa, mày thấy chưa? Mất chiếc xe đạp à? Mày mày đưa ba 100 triệu đi, mày đưa ba 100 triệu qua mua được một đống xe đạp rồi. Đâu có 100 triệu là mày chết rồi. Ủa chuyện gì mà khóc vậy? Bà nè, đang buồn trong người đừng có nói cái đó hồi quà cho quýnh lộn đó. Mất xe đạp rồi. Dì Bảy, dì mất xe đạp hả dì Bảy? Đâu có, mấy cái thằng Tham nó bị mất. Dì Bảy đâu có mất đâu. Trời ơi, bởi vì em nói anh rồi, mình đừng có tham lam. Mình nhặt được của rơi là mình phải trả lại cho cái người bị đánh mất. Như vậy đó, sau này lỡ mà mình có bị mất đó thì người ta mới thương mình. Người ta sẽ đi lấy cái của không mình mất đó. Ông mệt quá, ông mệt quá. Mày nói một hồi nữa là tao tắt thở tại đây nè. Tao dạ. Theo mày riết tao bệnh. Chứ nói mày nha. Chồng anh nói mày nha. Tao hết thời rồi. Mấy anh mấy chị, em mất của rồi mấy anh mấy chị. Mấy anh mấy chị đến đây đóng tuồng cho em thôi hả? Không phải đâu. Em á là em muốn làm như vậy để cho anh biết là mình mất của là mình đau. Trời ơi trời ơi, tôi nghĩ cái mỏ này ghê á. Đã mất tiền mất bạc rồi mà cứ dẻo dẻo hoài à. Bây giờ sao, bây giờ giúp tôi coi kiếm cái xe đạp cho tôi coi. Cái xe đạp của anh. Ừ. Em biết. Trời ơi, lẹ đi bà nội. Em giàu trả cho người ta đi. Mày khùng đó mày. Em giàu để cho anh biết được là khi mình mất đồ đó, mình đau khổ đến cỡ nào. Cho nên mình bị mất đồ, mình nhặt được của rơi, mình phải trả lại cho người ta. Trời ơi. Thôi được rồi, dạy một bài học thôi. Bây giờ em đi lấy xe em trả lại cho anh. Trời đất ơi, cái con này mà nó nói một hồi nữa là kể như cái miệng tôi nó méo qua một bên luôn. Cái thằng nào ngu lắm lấy như cái này. Tao nghi mày quá à. Nghi. Tao hơi bị nghi ngờ. Đi về con, tôi ba biết rồi. Thì được rồi, tao tao đi. Nhặt được của rơi phải trả lại cho người bị mất. Tao nhận xe đi. Anh ơi, em trả xe cho anh rồi đó. Dễ thương quá, cho được, nhỏ này được. Ủa?